Xin chào, lại là chuyên mục mỗi ngày một nhân vật. Gần đây, một trong những tin tức gây xúc động nhất trên báo chí và mạng xã hội nước ta là ông Kostas Tsarantinis Nguyễn Văn Lập, người chiến sĩ quốc tế của Quân đội Nhân dân Việt Nam, là người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã từ trần. Vậy ông là ai và cuộc đời của ông như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Kostas Tsarantinis sinh năm 1927 trong một gia đình công nhân ở phía Bắc Hy Lạp. Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, Hy Lạp bị Đức chiếm đóng. Kostas mới 16 tuổi đã bị quân Đức bắt đi lao động khổ sai. Trên đường đi, ông may mắn trốn được và sống chui lủi trên những chuyến tàu còn lại vùng biển Nam Tư và Hy Lạp. Khi thế chiến kết thúc, Kostas đang ở Ý và không thể trở về Hy Lạp. Do không có giấy tờ và Hy Lạp thì lại đang có nội chiến. Số phận đã đưa đẩy khiến ông xin gia nhập làm lính Lê Dương của quân đội Pháp sang Việt Nam với lầm tưởng rằng quân đội Pháp sẽ tiến hành sự nghiệp giải phóng các dân tộc Viễn Đông, đuổi cổ phát xít Nhật. Nhưng khi đến Việt Nam thì Kostas lập tức thấy sự phi nghĩa của cuộc chiến mà nước Pháp đang tiến hành và sự tàn ác của quân Pháp trong các hành động đốt phá, bắn hại người vô tội. Hình ảnh lính Lê Dương bắn hạ một ông già bỏ chạy vì hoảng sợ và những đầu lâu bêu trên hàng rào tháp canh trên quân cắm lá cờ của Pháp khiến Kostas sốc nặng và vô cùng ám ảnh. Trong một lần trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Việt Nam, ông hồi tưởng: "Có lần trong lúc đi tổ tiễu, tôi vào nhà thì thấy lính Pháp cưỡng hiếp từng người một, nhưng đứa bé thì khóc lóc. Đó chính là giọt nước tràn ly. Tôi quyết định lựa chọn tự do và chính nghĩa. Cần hy sinh, tôi hy sinh, chứ nhất quyết không đi con đường tội ác." Khi đơn vị ông bị đưa ra miền Trung để tham chiến, Kostas đã gặp người chỉ cho ông đường đi tới ánh sáng. Đó là bà Mai Lê, tình báo phe ta đang trong vai vợ một viên thiếu úy của Pháp. Bà đã bố trí cho Kostas gặp Lê Trung Bền, một chiến sĩ Việt Minh đang bị bắt và giam giữ ở đơn vị của ông. Việc liên lạc bí mật khôn khéo giữa ba người diễn ra đầy những tình tiết ly kỳ. Nhưng không lâu sau, bà Mai Lê bị lộ và bị hành quyết vào tháng 7 năm 1946. Sự hy sinh thầm lặng của bà khiến Kostas nhớ mãi. Đêm ngày 3, rạng sáng ngày 4 tháng 6 năm 1946, tức là chỉ sau 4 tháng đến Việt Nam, ông và Lê Trung Bền đã tổ chức một cuộc đào thoát cho 25 chiến sĩ bị địch bắt trở về với lực lượng kháng chiến, mang theo một khẩu súng máy và hai khẩu súng trường làm món quà ra mắt. Kostas còn thuyết phục cả một người bạn lính Lê Dương của mình là Santo Marinos đi cùng. Hai ông đã gia nhập lực lượng vũ trang cách mạng. Santo Marinos lấy tên là Nguyễn Văn Vĩ. Ông đã chiến đấu anh dũng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam và hy sinh năm 1951 ở chiến trường Lào. Còn Kostas thì lấy tên là Nguyễn Văn Lập. Họ Nguyễn là lấy theo họ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Văn là văn hóa, lập là lập nên, xây dựng, lập lại. Sang với cách mạng, Kostas được bố trí làm công tác vận chuyển ở chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Nắm được tâm lý của những thanh niên chính nghĩa bị Pháp lừa đi phục vụ trong quân đội, ông đã viết các bài bình vận dùng loa đọc hướng vào đồn địch, làm lung lay tinh thần chiến đấu của nhiều lính Lê Dương. Ông đã góp phần vận động được 40 lính Lê Dương mang theo súng đạn sang hàng ngũ kháng chiến, cứu sống 120 người bị địch bắt. Còn khi làm xạ thủ Trung Liên, ông đã cùng đồng đội bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay Moran ở gần ga Phú Cang của Quảng Nam, bắt sống 3 tên giặc lái Pháp. Trong trận chống địch đi càn quét ở Hương An, Bà Rén, ngày 13 tháng 4 năm 1948, ông đã cùng đồng đội giết gọn 200 lính địch, bẻ gãy cuộc càn quét. Không chỉ chiến đấu dũng cảm trên chiến trường, khi được giao các nhiệm vụ khác, ông Lập đều lập công xuất sắc, được điều về làm tổng giám thị trại tù binh Âu Phi ở số 3 Quảng Ngãi. Ông đã hoàn thành tốt công tác giáo dục tù binh, nhận thức rõ bản chất của cuộc kháng chiến, khiến nhiều người cảm phục sâu sắc. Với hàng loạt chiến công xuất sắc, năm 1949, ông Nguyễn Văn Lập đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Cấp bậc cao nhất của ông là đại úy. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hội nghị Geneva được ký kết, Kostas tập kết ra miền Bắc. Ông say mê lao vào lao động kiến thiết và ở đâu cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Khi còn ở Việt Nam, Kostas đã hai lần kết hôn. Đầu tiên là với bà Huỳnh Thị Sơn ở Quảng Ngãi, hai ông bà không có con, sau đó thì họ chia tay. Sau khi rời quân đội thì Kostas kết hôn với một cô gái ở Hà Nội tên là Đỗ Thị Trung, họ sinh được 4 người con. Và con cháu của ông thì đều mang tên cả Hy Lạp và Việt Nam. Trong đó tên cô con gái út là Nguyễn Thị Tự Do để thể hiện ý chí, nguyện vọng cả đời ông. Và đứa cháu Nguyễn Hồ Minh mà ông giải thích là đặt để tỏ lòng ghi nhớ, kính trọng và biết ơn Hồ Chủ tịch. Năm 1965, Kostas nghe tin ở quê nhà Hy Lạp mẹ ông vẫn còn sống nhưng rất già yếu. Ông đã cùng vợ con xin được hồi hương về Hy Lạp. Tại quê hương thì ông vất vả hòa nhập lại cộng đồng nhưng vẫn tham gia những tổ chức vận động ủng hộ vật chất cho Việt Nam. Ông viết cuốn tự truyện lấy hết nhọn bút để ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.
tuy về cố hương nhưng tâm ông vẫn một lòng trọn vẹn với Việt Nam. Và cho đến bây giờ, gia đình ông vẫn luôn nấu những món ăn đậm chất Việt Nam trong bữa cơm hàng ngày. Và trên ban công một tòa nhà chung cư nào đó giữa thủ phủ của Hy Lạp, lá cờ đỏ sao vàng vẫn hiên ngang bay phấp phới. Khi sức khỏe còn cho phép, ông Nguyễn Văn Lập đã nhiều lần trở lại Việt Nam để thăm lại đồng đội và chiến trường xưa. Lần nào trước khi đi, ông cũng viết di chúc để lại, dặn dò vợ con nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì dứt khoát chôn ông ở đất Việt Nam, vì với ông, Việt Nam cũng là quê hương, tổ quốc. VTV4 đã từng chiếu phóng sự về cô Tát với những thước phim xúc động từ đầu đến cuối. Nhà nước Việt Nam đã trao tặng ông nhiều huân chương cao quý. Ngày 9 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Chiết có quyết định công nhận ông là công dân Việt Nam. Tháng 5 năm 2013, Chủ tịch nước Trần Tấn Sang ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Ông đã trở thành người đảng viên da trắng duy nhất đạt điệu danh hiệu cao quý này. Không thoát khỏi quy luật sinh tử, người lính quốc tế già ấy của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra đi vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Các vị nguyên thủ, các mặt trận và tổ chức tại Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới gia đình ông. Tin chắc rằng cho đến những hơi thở cuối cùng, Việt Nam vẫn luôn trong trái tim ông. Như vậy, chúng ta vừa được tìm hiểu về một con người dám đứng lên chống lại cả đám đông và bảo vệ lẽ phải. Cảm ơn ông Kotas, chúc ông an nghỉ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.